Dạ vâng, một chiếc bếp nhỏ nhưng có vỏ, một giải pháp chống cháy nồi, chống cháy nổ vô cùng hiệu quả đến từ nhà Paloma các anh chị nhé. Các anh chị đang xem bếp ga trên kênh YouTube Hương Bùi Nhật Bãi. Cả nhà vào xem bếp thì ủng hộ em Hương một like, một nốt đăng ký kênh. Em Hương cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Trong buổi trưa ngày hôm nay, buổi trưa ngày 6 tháng 5 thì sẽ lên trên kênh chia sẻ và giới thiệu cho các anh chị một cái chiếc bếp dòng đơn giản thôi. Không có cái chiếc bếp nào đơn giản hơn cái chiếc bếp ga này ạ. Dạ vâng, bếp bên trái đã tắt bếp rồi đấy ạ. Trước khi lên trên kênh và trước khi gửi hàng đi cho quý anh chị thì em Hương đều test bếp hết, nên là cả nhà yên tâm nhé. Tự động tắt bếp, khóa ga khi nồi cạn nước, khi gió thổi và khi nước trào. Khoảng tầm 3 phút thôi, anh chị dành khoảng tầm 3 phút để xem cái video này, xem là mình có nên mua hay là không mua cái chiếc bếp này ạ. Bếp bên phải cũng đã tắt bếp luôn rồi ạ. Các bà các mẹ vào bếp mình nấu nướng, mình quên thì cũng sẽ không có lo bị cháy nồi nữa nhé. Đã có một cái người bạn đồng hành vô cùng tuyệt vời trong cái không gian bếp của nhà mình. Các anh chị thấy cái chiếc bếp ga này thông minh thì ủng hộ cho em Hương một like anh chị nhé. Đấy, sử dụng vặn rất là dễ này, như là cái bếp ga Việt Nam của mình thôi. Nếu như mà bếp ga Việt Nam có một tiếng tạch thì cái chiếc bếp này không có một tiếng tạch gì hết. Bây giờ em sẽ làm thêm một cái thí nghiệm nho nhỏ nữa, đó là test tính năng khóa ga khi mà bị mất ngọn lửa đi đây ạ. Đối với tính năng khóa ga thì bếp sẽ mất khoảng tầm 15 giây. Các anh chị đợi cùng em một chút xíu nhé. Dòng bếp này đó là dòng mặt men các anh chị ạ. Dòng mặt men, cái chiếc bếp này men còn rất là đẹp này. Đây. Dòng kiềng của Paloma thì rất là dày dặn và chắc chắn rồi. Đây, chỗ này có một trời một tí em có xử lý lại, em có chấm sơn lại cho mình nhá. Thành vách cũng đẹp. Đấy, bếp đã báo hiệu khóa ga rồi nên đang kêu tít tít rồi ạ. Những cái dòng bếp này thì đời không cao, đời chỉ tầm 25 đổ lại thôi. Chiếc này là tháng 3 2015 các anh chị nhá. Hết 15 giây thì bếp cũng khóa ga. Các anh chị lưu ý đó là khi mình về mình lấy bếp mình test ấy, thì mình đợi 15 giây, mình thổi tắt xong mình phải đợi 10 đến 15 giây nhá. Chứ không các anh chị vừa mới thổi tắt xong các anh chị lại mồi cả lửa ga lên thì sẽ không, chưa có khóa ga đâu. Góc bên trái của bếp đây ạ. Góc bên trái sẽ là một khay chứa pin các anh chị này. Khay chứa pin đây. Một đôi pin này mình có thể dùng được 3 tháng đến 6 tháng. Khi mà mua bếp bên cửa hàng nhà em đấy thì sẽ tặng cho các anh chị một đôi pin. Sau khi hết thời gian 3 tháng thì mình có thể ra tiệm tạp hóa hoặc là cửa hàng điện dân dụng để mình mua thêm một đôi pin nữa nhá. Còn nếu mà mình thấy sử dụng pin không có tiện thì các anh chị liên hệ em Hương gửi pin sạc cho cả nhà. Đấy, bật phím vặn là công tắc bật bếp, các anh chị nhìn thao tác tay của em Hương này, sử dụng rất là dễ thôi, không có gì là khó đúng không ạ? Nếu như bếp Việt Nam mình bật nó sẽ kêu, nó sẽ gọi là tạch một cái, thì bếp Nhật rất là nhẹ nhàng. Công nghệ Nhật, trí tuệ Nhật nằm trong chiếc bếp ga này các anh chị ạ. Tự động tắt bếp, khóa ga khi nồi cạn nước, khi gió thổi và khi nước trào. Không có một cái chiếc bếp ga nào mà đơn giản hơn cái chiếc bếp ga này đâu. Chiều dài của bếp đó là 56 cm, chiều rộng của bếp là 38 và chiều cao là 20 các anh chị nhá. Hai bếp nấu phía trên và một lò nướng phía dưới. An toàn, tiết kiệm và tiện lợi là 6 chữ dùng để miêu tả cái chiếc bếp ga này. Những cái dòng cơ bản như thế này thôi, đã có thêm một cái lò nướng phía dưới rồi. Trên nấu dưới nướng cùng một thời gian, nhưng mà chúng ta có thể chế biến rất là nhiều món ăn cho gia đình của mình rồi. Đấy, các anh chị lấy cái dòng có lò nướng như thế này, mình dùng lò nướng cũng được, còn mình không dùng thì cũng không ảnh hưởng gì nhá. Cái chiếc bếp ngày hôm nay em Hương giới thiệu đến cả nhà đó là một cái chiếc bếp dòng nguyên bản các anh chị ạ. Về nhà em chỉ làm lại phần khung thôi. Đối với tất cả các bếp, kể cả dòng nguyên bản hay là dòng có spa, thì cái phần khung lại, phần khung này này các anh chị này, nhà em sẽ làm lại cho các anh chị hết nhá. Đảm bảo làm sao mà khi nhận bếp, đấy, khi nhận bếp các anh chị chỉ việc cắm dây ga vào và sử dụng thôi. Mình không phải làm bất kỳ thêm một cái công đoạn nào hết. Đấy, thành vách đẹp này. Chiếc nào còn nguyên bản hay là chiếc nào có spa thì em sẽ nói cho cả nhà. Nếu mà em quên chưa nói thì các anh chị hỏi lại giúp em nhé. Chiếc bếp bên phải thì sẽ có thêm nốt 3S này. Mình ấn và giữ 3 giây giúp em. Nốt 3S này mình dùng để làm gì? Các anh chị bật lên khi mình chiên rán hoặc là rang đồ khô. Còn nếu như mà nấu nướng không thì mình không cần bật đâu. Sử dụng rất là dễ, không có gì khó hết nhá. Lưu ý ấn và giữ 3 giây. Còn là cách bật bếp thì bếp nướng hay là bếp nấu thì mình cũng như thế thôi. Mình ấn tay vào, mình vặn ngược chiều kim đồng hồ nhá. Đấy, bếp bên trái đây ạ. Mình ấn tay vào, mình vặn ngược chiều kim đồng hồ. Như thế là xong thôi. 2 triệu rưỡi cho chiếc bếp ga này. Nếu mà bác mua mới thì mua phải giá khoảng tầm 9 triệu ấy cả nhà. Mình mua hàng bãi bằng 1 phần 3 giá thôi. Bằng 1 phần 3 giá mà chất lượng của nó cũng giống như thế. Chỉ thiếu cái thùng và gọi là cái độ mới không bằng thôi. Còn chất lượng giống nhau. Bảo hành cho các anh chị 12 tháng như là chế độ bếp mới luôn.
Bây giờ mình mua bếp Việt Nam thì cũng tầm 1,3 triệu, 1,4 triệu rồi đúng không ạ? Mình mua cái hàng bãi này thì nó đắt hơn một tí, nhưng mà nó an toàn và tiết kiệm hơn. Đấy, tiết kiệm được 30% ga. Bác nào mà dùng bếp ga Nhật mà không có tiết kiệm ga, em Hương tặng anh chị cái chiếc bếp này luôn. Cả nhà cứ dùng và cho em Hương xin phản hồi nhá. Bác nào mà đã sử dụng rồi cho em xin một cái bình luận phía dưới với ạ. 2 triệu rưỡi cho cái chiếc bếp ga này thôi. Nhà em tại Thanh Hóa và có ship hàng toàn quốc. Anh chị kết bạn Zalo với em Hương theo số điện thoại 0359014200. Em gửi mẫu và báo giá những cái mẫu bếp khác nếu mà mình chưa có ưng cái chiếc bếp ga này. Ngoài bếp ga ra thì em còn có xe đạp này, nồi cơm điện, quạt, rồi massage, máy rửa bát, rất là nhiều các cái mặt hàng Nhật bãi khác anh chị nhé. Gọi cho em Hương là sẽ mua được bếp, gọi cho em Hương là sẽ có đơn thôi. Em thì chuyên tư vấn về bên mạng bếp ga Nhật. Dòng phím vặn cơ bản, nhỏ nhưng có vỏ, đúng không sai đối với cái tên gọi này đúng không ạ? Dạ rồi, video thì em Hương cũng đã test xong hết các tính năng an toàn rồi, giá thì cũng bạn báo rồi. Các anh chị ưng cái mẫu này thì gọi cho em nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Trước khi rời kênh, các anh chị ủng hộ em một like, một nút đăng ký với ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.